Một vài năm trở lại đây, trên các nền tảng mạng xã hội Việt Nam rộ lên phong trào mà ta có thể tạm gọi là phong trào Red Pill. Bề ngoài, phong trào Red Pill này hô hào về việc nói cho mọi người biết sự thật về xã hội. Thế nhưng, ẩn đằng sau đó lại là những tư tưởng cực kỳ độc hại. Vậy Red Pill, hay cụ thể hơn là Red Pill Việt Nam, độc hại ra sao? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết Red Pill Việt Nam, sự thật trần trụi được xây dựng trên đồn thổi và truyền mồm của tác giả Tornad được đăng trên website của Spyroom nhé. Trước khi đến với nội dung của video, xin lưu ý rằng để tôn trọng tác giả, chúng mình sẽ giữ nguyên toàn bộ mọi luận điểm và dẫn chứng có trong bài gốc. Chúng mình sẽ chỉ biên tập lại một số câu chữ cho phù hợp mà thôi. Và bây giờ, chúng ta cùng nhau bắt đầu nội dung của video này nhé. Hey, bọn mình vừa mới có một thứ mới, đó là mở tính năng membership. Các bạn tham gia chưa? Đăng ký hội viên cùng Spyroom về đội chúng mình để nhận được vô số những quyền lợi đặc biệt các bạn nha. Minh định, cái nhìn bao quát. Red Pill, thuốc đỏ, xuất phát từ cộng đồng mạng nói tiếng Anh. Cảm hứng của nó lấy từ phim Matrix. Nội dung là có hai viên thuốc xanh và đỏ. Thuốc xanh uống vào để người ta tiếp tục sống trong một xã hội bị thao túng nhưng hạnh phúc. Thuốc đỏ uống vào để thấy sự thật của xã hội đó dù đau khổ. Tư tưởng của nó là nói cho người ta sự thật về xã hội đang sống, nhưng thực tế lại nói về vai trò giới và vị trí của nam và nữ trong xã hội nhiều hơn. Cụ thể hơn, nó cho rằng vị trí ấy là sự thật, là trật tự tự nhiên, là khoa học. Nói thẳng ra, Red Pill Việt Nam không khác gì các phong trào tán gái. Lý do là vì tất cả chúng đều dựa trên lý thuyết nhị nguyên đến ngô nghê như nam dẫn dắt, nữ theo sau, nam lý trí, nữ cảm tính, nam khác tình dục, nữ khác ràng buộc, nam chủ động và nhu cầu cao, nữ e thẹn và nhu cầu thấp, với nền tảng là thuyết tiến hóa Darwin và tập tính sống của người săn bắt hái lượm cổ đại. Đây đều là luận điệu của tất cả các bí kíp tán gái xưa nay, các alpha male cũng có tư tưởng y hệt thế. Ngoài ra, họ cũng không tự nhận là tán gái, mà nhận là dạy cách làm đàn ông alpha, rồi phụ nữ sẽ tự theo như phần thưởng. Vả lại, thực chất thì Red Pill Việt Nam cũng chỉ là một phong trào bắt chước cái phong trào Red Pill gốc ở các nước phương Tây, chứ cũng không mới lạ gì. Red Pill gốc ra đời như một đối trọng với làn sóng nữ quyền thứ tư ở phương Tây, ví dụ như phong trào Me Too. Quy luật xã hội luôn sinh ra đối trọng. Nữ quyền thứ tư đã trở nên độc hại, nên Red Pill ra đời và cũng độc hại ngang bằng là điều tất yếu. Nhưng đấy là vì xã hội và luật pháp Tây o ép đàn ông. Họ bị o ép từ truyền thông đến luật pháp về nuôi con nên mới vùng dậy phản kháng. Tuy độc hại nhưng có thể thông cảm được. Cần nói rõ là tôi thông cảm nhưng không ủng hộ cả Red Pill gốc lẫn nữ quyền thứ tư. Còn ở Việt Nam, tôi không thấy đàn ông bị o ép gì đến mức cần có Red Pill cả. Quán nhậu chật ních sau mỗi giờ làm. Bạo hành gia đình theo thống kê năm 2014 cho thấy hơn một nửa số phụ nữ Việt Nam là nạn nhân. Trọng nam khinh nữ vẫn còn nhiều ở thôn quê. Trên mạng thì tôi chỉ thấy đàn ông áp đặt phụ nữ, như là vụ đánh sập fanpage ngôn tình chỉ vì họ không thích phụ nữ đọc. Trong khi đó, không phụ nữ nào đòi đánh sập fanpage nam tính độc hại như Red Pill Việt Nam của đàn ông cả. Có thể họ tỏ ra khó chịu, nhưng họ không manh động đến mức đánh sập. Đây là sự khác biệt lớn. Không những thế, ngay đến cái buồng trứng, chị em cũng bị đàn ông nhăm nhe áp đặt nốt bằng cách cấm họ phá thai. Tóm lại, tôi không thấy phụ nữ Việt Nam có gì lấn át đàn ông để đến mức Red Pill Việt Nam xuất hiện. Ngược lại, tôi thấy những kẻ gia trưởng rất vô lối. Họ thấy sự thay đổi từ phụ nữ và muốn đàn áp sự ấy ngay từ trứng nước, khi mà nó còn chưa gây hại đến quyền lợi của họ. Đây không gì khác là tư duy gia trưởng, và Red Pill Việt Nam đang đẩy mạnh tư duy này. Cuối cùng, tôi phì cười khi lần đầu tiên biết nguồn gốc thuật ngữ Red Pill. Trong khi Red Pill Việt Nam luôn đào to búa lớn là sự thật, là khác với đám đông, là coi khinh truyền thông đại chúng, thì ngay cái tên của bọn họ vốn xuất phát từ phim đại chúng Hollywood. Ảnh minh họa bài viết toàn diễn viên Tây rồi chỉnh đen trắng. Điều này cho thấy về hình thức Red Pill Việt Nam không có gì mới cả. Còn về nội dung thì như đã nói, nền tảng của họ là thứ cực kỳ đại chúng và cũng được Alpha Male nói mãi rồi. Có điều không nói dai bằng. Khác biệt nhỏ chỉ là Red Pill Việt Nam kết hợp chủ nghĩa khắc kỷ với dân. Nhưng hai điều này không khiến thứ lý thuyết nhị nguyên của họ bớt ngây ngô đi. Tóm lại, Red Pill Việt Nam chỉ là bình mới rượu cũ và rất hợp với cái tên có nguồn gốc từ Hollywood. Họ lúc nào cũng gồng mình lên nói về sự thật và trật tự thế giới để tạo giật gân. Nhưng nói xong rồi thì người ta mới thấy rốt cuộc chỉ là nói lại những gì người khác đã nói mà thôi. Đối tượng bài viết. Đối tượng bài viết này là Red Pill Việt Nam, từ giờ gọi tắt là Red Pill.
không nhầm với Red Pill gốc hoặc Red Pill nào khác. Tôi chắc chắn Red Pill sẽ sớm lụi tàn. Alpha Male vài năm trước còn tạo hẳn được từ lóng mới là thằng Beta nhằm sỉ nhục người khác kìa. Nhưng bây giờ thậm chí không ai biết những thứ ấy đang ở xó xỉnh nào nữa. Red Pill sẽ không là ngoại lệ. Mặc dù các Red Pillers luôn tự phong mình là ngoại lệ, là số ít, là hiếm có. Để ngăn chặn trước những đổ lỗi và thanh minh như người viết đang đánh vào Black Pill chứ không phải Red Pill, và đó chỉ là Red Pillers nói chứ admin Red Pill không nói thế, thì sau đây tôi sẽ chỉ phản biện những gì do admin của website và fanpage Red Pill viết mà thôi. Cạnh đó, để ngăn chặn trước kiểu admin A nói đúng nhưng admin B thì sai, Red Pill cốt tủy nằm ở admin A chứ không phải B, và tài khoản của admin A có nhiều người dùng, thì tôi mặc định quan điểm của tất cả admin phải là một khối thống nhất, vì anh chị tự nhận rao giảng sự thật kia mà. Sự thật thì không có chuyện tiền hậu bất nhất. Phản biện từng bài viết một sẽ là điều không thể, vì Red Pill là một mớ hổ lốn có nhiều điều tự mâu thuẫn. Tôi phản biện bằng cách tóm lược những tiền đề của Red Pill Việt Nam. Bằng cách chấp nhận những tiền đề đó là đúng, nên Red Pill triển khai rất nhiều quan điểm trên đó. Còn tôi, bằng cách chứng minh những tiền đề đó là sai, để cho thấy những quan điểm sau này chỉ là mớ vô nghĩa. Vấn đề đầu tiên với Red Pill là họ đã chấp nhận tiền đề một cách vô điều kiện, và do đó những suy luận sau này dựa trên tiền đề đó không còn khách quan, do đó tất nhiên không phải là sự thật. Logic hình thức cho ta biết rằng để mệnh đề nếu A là B thì C là D là đúng, thì A là B và C là D phải đúng trước đã. Trong đó A là B là tiền đề mang tính quyết định. Một khi A là B đã không đúng thì C là D dù đúng hay sai, cả mệnh đề vẫn đúng. Hay nói cách khác là lúc này nói gì cũng đúng. Từ cái sai có thể suy ra mọi cái. Hoặc có thể nói đơn giản hơn bằng một ví dụ như sau. Có người mở cuộc nghiên cứu về tác động của loài rồng với con người. Rồng thông minh, thân thiện, phù hợp để chơi với trẻ em, nhưng chúng nguy hiểm ở chỗ thỉnh thoảng hắt xì ra lửa. Ông ta nghiên cứu thuốc ức chế tuyến tiết lửa của rồng, thuốc chống trầm cảm cho rồng khi sống với loài người, các phương pháp lai giống ra loài rồng không phun lửa. Xa hơn nữa, người này muốn thiết kế bộ đồ đặc biệt cho rồng để thay thế cho máy bay của loài người, đưa các biện pháp ngăn cấm phục vụ rồng cho chiến tranh, vân vân. Vâng, rất logic, rất chu đáo, rất nghiêm túc, nhưng tất cả đều đặt trên tiền đề giả rằng có loài rồng trên đời. Thành ra, cái nghiên cứu ấy dù nghe có vẻ hợp lý đi nữa thì cũng chỉ là mớ vô nghĩa và sẽ là tốn kém và nguy hiểm khi ông ta vận động toàn thế giới sống trong tình trạng lúc nào cũng phải sẵn sàng chế ngự rồng. Red Pill chính là đang đi vào con đường này. Kể cả dàn admin ở đó có sẵn sàng chết vì nó thì cũng không khiến nó trở thành đúng được đâu. Các luận điểm chính: A. Đàn ông dẫn dắt, phụ nữ theo sau. Từ cái tiền đề này, Red Pill Việt Nam triển khai quan điểm như: phụ nữ bắt buộc phải lấy chồng vì thiên tính họ là cần người dẫn dắt. Do đó, Red Pill Việt Nam cho rằng mẹ đơn thân và những phụ nữ thích sống một mình là trái tự nhiên. Phụ nữ cần đàn ông hỗ trợ thì mới nuôi con được, và không muốn đàn ông san sẻ công sức nuôi vợ và nuôi con của vợ khác. Về đàn ông, họ không muốn con mình không bố hoặc bố bị san sẻ công sức cho con của vợ khác, vì như thế tỷ lệ sống của đứa con rất thấp. Do đó, hôn nhân một vợ một chồng là thứ thuận tự nhiên. Red Pill Việt Nam cho rằng Friends with Benefits for One Night Stand là trái tự nhiên. Red Pill Việt Nam cho rằng tình dục không phải việc có thể làm tùy tiện. Tình dục là để gắn kết nam nữ và mối quan hệ lâu dài, với cứu cánh là tập trung nuôi con bằng cả công sức của cha và mẹ. Red Pill Việt Nam cho rằng bản năng đàn ông là đi săn gái, bản năng phụ nữ là chờ đợi và kén chọn một bạn tình duy nhất với mục đích tìm con đực khỏe mạnh nuôi con. Cuối cùng là Red Pill Việt Nam cho rằng những thứ trên là bản năng từ thuở con người còn săn bắt hái lượm truyền lại. Đầu tiên, tôi sẽ cho thấy tiền đề trên là sai và những hư cấu dựa trên nó là vô nghĩa. Bản thân Red Pill không chứng minh tiền đề đó mà chấp nhận vô điều kiện, vậy mới bảo đây là sự thật truyền mồm. B. Tự nhiên là đúng đắn, thuận tự nhiên sẽ dẫn đến xã hội tốt đẹp. Red Pill sử dụng thuyết tiến hóa Darwin và Kinh Thánh để cho rằng những điều mục A là trật tự tự nhiên. Tự nhiên tức là sự thật và con người nên sống theo. C. Nữ quyền là trái tự nhiên và là thứ phá hủy xã hội này. Phần này tôi sẽ chỉ ra nữ quyền vừa không trái tự nhiên, vừa không phá hủy gì cả. Và việc Red Pill đẩy mạnh thói gia trưởng không chỉ khiến phụ nữ khổ sở, mà đàn ông cũng khổ sở. Toàn bộ nội dung của bài sẽ chỉ tập trung xử lý 3 tiền đề A, B và C thôi. Anh chị Red Pillers có thể nói đây là vẽ rắn thêm chân, bởi anh chị đã quá quen với việc mặc định coi thứ anh chị thích là sự thật rồi.
Anh chỉ không biết rằng đi tìm sự thật là công cuộc gian nan mà các triết gia từ thời cổ Hy Lạp đến nay vẫn truy cầu mà không thành. Một điều nữa là tôi thấy Red Pill có kiểu viết rất giống Tony buổi sáng ở chỗ dẫn chứng nặc danh. Hồi nhỏ Red Pill đã ba chấm với Red Pill có quen một người bạn ba chấm. Nhưng bài này không kể lể đời tư cá nhân gì cả. Ở đây chỉ có lý luận và dẫn chứng mà thôi. Về tình dục thời săn lượm. 1. Nam nữ bình đẳng từ xa xưa. Không có cách quay về quá khứ nghiên cứu trực tiếp loài người thời săn lượm. Do đó, phương pháp được dùng ở đây là khảo sát trên các loài vượn lớn. Trong đó, con người chúng ta có chung tổ tiên với hai loài là tinh tinh và tinh tinh lùng. ADN của chúng ta khác với loài tinh tinh lùng khoảng 1,6% mà thôi. Đây sẽ là đối tượng khảo sát nhiều. Về phía loài người, ta sẽ khảo sát những bộ tộc người hiện nay vẫn sống theo hình thức săn lượm. Họ là những người có lối sống gần với người săn lượm mà Red Pill vẫn thường mang ra làm bình phong để lý luận. Quan sát cho thấy trong tinh tinh và tinh tinh lùng, không loài nào theo chế độ một vợ một chồng và cũng không loài nào mà chỉ con được đi săn, con cái ở nhà tạo mối quan hệ và nuôi con như Red Pill miêu tả. Chúng đơn giản là tất cả cùng ra ngoài kiếm ăn rồi lại tụ tập với nhau khi thức ăn đã đủ. Một số họ hàng xa của loài người, các loài vượn nhỏ, dù sống một vợ một chồng thì cũng không có chuyện con cái ở nhà chờ con đực mang thức ăn về. Tiếp theo, ta xét đến khảo sát của nhà nhân chủng học Kristen Hawkes về những người săn lượm Aceh ở Paraguay và người Hadza ở Tanzania. Mô hình sống của họ đã bị ảnh hưởng ít nhiều, nên họ là người săn lượm định cư, chứ không phải du cư. Một ngày của họ bao gồm người đàn ông đi săn những con thú lớn như lợn rừng và phụ nữ ở nhà nhặt nhạnh củ quả và thú nhỏ như chuột để kiếm ăn. Đàn ông có thể mang về rất nhiều thức ăn, nhưng tỷ lệ săn thành công rất thấp. Trong khi lượng thức ăn của phụ nữ tuy ít nhưng ổn định. Cuối cùng, tính theo calorie thì trung bình một ngày đàn ông chỉ mang về 4 calorie, trong khi phụ nữ là 10. Và thậm chí, khi đàn ông săn được, họ không dành riêng con thú cho gia đình mình, mà sẽ chia đều hết cho cả bộ tộc. Điều này không hề lạ, nên biết là người săn lượm cổ xưa sống bình quân chủ nghĩa, họ chia đều tất cả và không tư hữu. Chia đều không phải người xưa tốt đẹp hơn hiện nay, mà đây chỉ là chiến lược sinh tồn phù hợp nhất thời đó. Mỗi cá thể bấy giờ đều có nhiều rủi ro và sẽ an toàn hơn cho từng cá thể khi dựa dẫm vào cộng đồng thay vì tư hữu. Họ chia sẻ mọi thứ kể cả thức ăn, bạn tình và công việc nuôi con. Hãy nghĩ cho kỹ về chiến lược sinh tồn khi người nữ dựa dẫm hoàn toàn vào người nam. Đây là chiến lược vô cùng tồi tệ cho phụ nữ nếu như nó có thật. Như vậy thì thay vì tự đi tìm thức ăn thì người phụ nữ phải đi tìm thứ khó hơn, đó là chồng. Nếu điều này có thật thì những người nữ như thế sẽ bị chọn lọc tự nhiên đào thải mà thôi. Tư tưởng nữ ở nhà làm việc nhà, đàn ông lo tất cả công việc kiếm sống, vô hình chung đang coi phụ nữ là đồ vật, và đó không phải là nâng niu phụ nữ. 2. Con đực không cần đổ máu để có được bạn tình. Sau khi đã làm rõ về vai trò giới, phần này sẽ bàn về đời sống tình dục của người săn lượm. Trong 3 loài vượn lớn, chỉ có 2 loài có đặc điểm chung là con cái có thể giao phối bất kỳ thời điểm nào, kể cả lúc không thể thụ thai. Đó là loài người và tinh tinh lùng. Ở các loài khác, con cái chỉ giao phối vào thời kỳ nó rụng trứng và mục đích giao phối ấy chỉ có thể là sinh con. Tiến hóa không thiết kế thừa cái gì ở sinh vật, đặc biệt là khi giao phối là hành động tốn sức cho cả con đực lẫn con cái. Vậy nên đến đây có thể bác bỏ quan điểm rằng giao phối ở người chỉ dành cho sinh sản. Rõ ràng nó còn mục đích nào đó khác. Quan sát ở tinh tinh lùng, người ta nhận ra loài này dùng tình dục để gắn kết cộng đồng và giao phối một cách tự do. Các con đực không cần đánh nhau để giành bạn tình hay gì cả. Mọi con đực muốn giao phối đều được con cái lần lượt đáp ứng. Khi cơ hội rộng mở, sinh vật không cần đổ máu để tranh giành cơ hội. Tranh giành làm gì khi chắc chắn mình sẽ có phần. Các nhà nhân học khảo sát các bộ tộc săn lượm hiện nay như người Aceh, người Erawete, người Bari, người Kanala, v.v. đều cùng chia sẻ một ý tưởng về sự thụ tinh tích lũy. Thụ tinh tích lũy tức là người phụ nữ giao phối với nhiều người đàn ông và tin rằng mỗi tinh trùng của mỗi người đàn ông đóng góp vào sự hình thành của đứa con. Và đàn ông của các bộ tộc đó không hề thấy khó chịu khi nghĩ rằng nguồn gen của mình bị pha trộn với đàn ông khác, cũng như không ghen tuông gì cả. Việc đàn ông ghét nuôi con của người khác là một sản phẩm của văn hóa, chứ không phải bản năng. Với họ, sợi dây liên kết của cộng đồng quan trọng hơn cá nhân. Hay nói thẳng ra là không liên kết với cộng đồng thì họ chết. Hay Desmond Morris chia sẻ trong quyển The Soccer Tribe rằng ông quan sát các đội bóng chuyên nghiệp ở Anh thấy rằng lối sống của họ rất giống với các bộ lạc ở chỗ cao bằng tất cả và không tư hữu, bao gồm cả bạn tình.
Điều này cho thấy, đối với một cộng đồng nhỏ và chuyên biệt, thì lối sống này có lợi hơn khi mang đến cho họ tình đoàn kết và hợp tác tốt. Hoặc thậm chí chia sẻ cả vợ. Trong quyển The Lifestyle, Terry Gold cho hay, trong thời gian Thế chiến thứ hai, các phi công không lực với đặc thù công việc nhiều rủi ro tính mạng và cần thân thiết với nhau, rất giống điều kiện sống của người săn lượm, đã tự nguyện chia sẻ vợ với nhau trong những cuộc vui làm tình tập thể. Hành động này ngầm biểu ý rằng nếu chẳng may bản thân chết thì xin nhờ cậy đồng đội chăm sóc vợ và con mình. Đây chính xác là chiến lược sinh tồn cho những cá thể có cuộc sống nhiều rủi ro. Đến đây ta có thể kết luận cả hai quan điểm con người làm tình chỉ để đẻ và con người có thiên tính một vợ một chồng của Red Pill là sai hoàn toàn. Red Pill đang nhìn cuộc sống của người săn lượm có dân số ít, cơ hội làm tình rộng mở và sống vì tập thể bằng con mắt của một người trong xã hội hiện đại. Đông dân nên cạnh tranh cao, văn hóa kìm kẹp tình dục nên làm tình trở thành thứ xa xỉ với đám trai mới nhú. Cuộc sống nhiều cạnh tranh khiến con người ích kỷ, tư hữu, độc ác với nhau hơn. Nhưng không vì thế mà được nói đây là bản chất, là thiên tính, là trật tự tự nhiên của con người. 3. Sức đầu mẻ trán ở cấp độ tinh trùng. Đến đây một số anh chị có thể nảy ra hai câu hỏi. Phần này tôi sẽ xử lý nốt hai câu ấy, đồng thời chứng minh nhan đề mục 3 này. A. Người AJ ở mục 1. Tại sao đàn ông ở đó không thay đổi chiến lược sinh tồn bằng cách cũng nhặt nhạnh những thứ nhỏ như phụ nữ làm để calorie một ngày tăng lên? Việc đi săn của đàn ông nhiệm vụ chính là tuần tiểu lãnh thổ để phòng hờ những mối nguy. Mặt khác, thức ăn của phụ nữ mang về thường là tinh bột và đường, lượng đạm thấp. Đàn ông săn thú để bổ sung đạm vào bữa ăn. Có thể thấy mô hình sống như thế này là nam nữ phụ thuộc lẫn nhau. Nam sẽ chết đói trước khi săn được thú nếu không có nữ cung cấp thức ăn, và nữ sẽ thiếu chất nếu thiếu nguồn đạm của nam mang về. Mô hình này khác hoàn toàn với chuyện nam kiếm sống, nữ ở nhà như Red Pill rao giảng. B. Nếu loài người giao phối tự do như tinh tinh lùng, kể cả con đực có nguồn gen xấu nhất cũng được giao phối, phải chăng ở hai loài này không có cạnh tranh để chọn ra nguồn gen tốt cho thế hệ sau? Tinh tinh lùng và con người có đặc điểm chung nữa là mỗi lứa đẻ một con, và một đứa trẻ là kết hợp của một trứng và một tinh trùng mà thôi. Ý tưởng thụ tinh tích lũy như của người AJ tất nhiên là không đúng. Như vậy, mặc dù tất cả con đực đều giao phối, nhưng chỉ có một con đực được thụ tinh. Cạnh tranh này xảy ra ở cấp độ tinh trùng. Các con đực không cần đánh nhau, vì thực tế tinh tinh lùng là sinh vật vô cùng hiền hòa, nhưng tinh trùng của chúng thì có. Giải phẫu học cho chúng ta thấy điều này. Thứ nhất, nhìn vào người bà con xa là loài khỉ đột hoặc khỉ đầu chó, khỉ đực cạnh tranh khốc liệt với khỉ đực khác để giành bạn tình. Hệ quả là kích thước cơ thể khỉ đực và khỉ cái chênh lệch rõ rệt. Khỉ đột và khỉ đầu chó đực có cân nặng gấp đôi, tức nặng hơn 100% khỉ cái, trong khi con người, tinh tinh lùng đực chỉ nặng hơn con cái 20%. Thứ hai, quan sát đến cơ quan sinh dục của các loài trên. Một khỉ đột lưng bạc nặng 180kg mà dương vật chỉ 3cm khi cường hết và tinh hoàn bằng hạt đậu. Tinh tinh và tinh tinh lùng nặng 45kg có dương vật 9cm và tinh hoàn bằng quả trứng gà. Người đàn ông nặng 60kg có dương vật trung bình là 12cm và tinh hoàn bằng quả trứng cúc. Sở dĩ, khỉ đột không cần phát triển cơ quan sinh dục bởi khỉ đực đánh đuổi con đực khác khi chiến thắng và độc quyền giao phối với con cái. Không có cạnh tranh sẽ không cần phát triển. Trong khi đó, những loài lang chạ như nhóm 3 loài chúng ta thì việc phát triển cơ quan sinh dục nhằm tăng tỷ lệ được thụ tinh trong một cộng đồng mà không con đực nào được độc quyền giao phối. Thứ ba, đặc điểm riêng chỉ có duy nhất ở dương vật người là cái đầu khất. Giáo sư Gordon Gallup đã nghiên cứu dựa trên dương vật mô phỏng cho thấy phần đầu khất có nhiệm vụ khều tinh trùng từ tinh dịch của con đực khác đang có sẵn trong con cái ra ngoài chỉ bằng vài cú nhấp. Và ngay khi con đực xuất tinh, dương vật co lại nhanh chóng nên không xảy ra tình trạng tự khều tinh trùng của mình ra ngoài. Cạnh đó, công việc này sẽ hiệu quả hơn nếu ta có một dương vật dài. Đây cũng là lý do đàn ông bị ám ảnh với chiều dài dương vật hơn là phụ nữ, trong khi nền văn hóa của chúng ta cho rằng dài thì nữ nhiều khoái cảm hơn. Nhưng không, dài thì nam lợi thế hơn trong cạnh tranh sinh tồn mới đúng. Ngoài ra, một nghiên cứu khác cũng cho thấy những đợt tinh dịch nhú ra ban đầu trong khi giao phối chứa một chất bảo vệ tinh trùng. Còn những đợt xuất cuối trong một lần xuất tinh sẽ xuất ra chất diệt tinh trùng để tiêu diệt tinh trùng của con đực đến sau. Đây là chiến lược phòng thủ và tấn công nhịp nhàng ở cấp độ tinh trùng, cho thấy cơ thể người tiến hóa để thích nghi với cuộc sống tình dục tự do. Vậy là ở phần này anh chị được biết đàn ông xa xưa không cạnh tranh nhau bằng cơ bắp hay trí tuệ gì cả, mà cạnh tranh ở cấp độ tinh trùng, và cuộc cạnh tranh này khắc nghiệt không kém.
Hiện nay, qua các dẫn chứng thanh niên đánh nhau vì gái mà Red Pill đưa ra thì dễ hiểu thôi, văn hóa và môi trường sống xô đẩy họ làm vậy. Thậm chí, ngay cả chiến tranh cũng là hệ quả từ cách mạng nông nghiệp và bùng nổ dân số kia. Nhưng không vì thế mà được phép nói rằng bản năng đàn ông là cạnh tranh đổ máu với nhau. 4. Phụ nữ không bị động trước tình dục. Sự thật truyền mồm cho rằng phụ nữ có nhu cầu tình dục rất thấp. Đến tay Red Pill thì được hợp lý hóa là do phụ nữ cần xây dựng mối quan hệ là chính. Nhưng tiền đề này dường như đã phớt lờ những dẫn chứng rất gần gũi với chúng ta trong lịch sử. Orgy là thuật ngữ chỉ những bữa tiệc tình dục nơi nhiều nam nhiều nữ làm tình tập thể với nhau một cách chồng chéo và ngẫu nhiên. Từ ngữ này xuất phát từ nghi lễ tôn vinh thần rượu nho Bacchus hay Dionysus theo tên Hy Lạp của người La Mã xưa. Nghi lễ này giống với miêu tả về orgy bên trên. Đây là nơi nam nữ tự do, truy hoang và chẳng có gì đáng thẹn cả. Hoặc câu chuyện về hòn đảo Tahiti, thuyền trưởng Cook chép lại rằng người dân có thể làm tình công khai mà không ngại với người khác. Và Samuel Wallace thì chép rằng phụ nữ ở đấy ưa nhìn nhưng đức hạnh thì thật khó coi khi họ đồng ý làm tình với thủy thủ chỉ vì một chiếc đinh, do người Tahiti hiếu kỳ với sắc. Hệ quả là đêm về cánh thủy thủ ngủ trên bon vì đã hết đinh để treo võng. Hay gần gũi với chúng ta hơn là hội chứng hysteria. Nếu anh chị hay đọc hồi ký về lính của Chu Lai, sẽ thấy bệnh này thường xảy ra ở nữ bộ đội. Và người Việt xưa gọi một cách uyển ngữ, căn bệnh này là bệnh thiếu đàn ông, còn nói thẳng ra là thiếu tình dục. Đối với thế giới, hysteria đã xuất hiện và được thảo luận từ thời ông tổ ngành y Hippocrates. Theo nhà sử học Rachel Mains, thì từ thời Hippocrates đến những năm 1920, bác sĩ chữa bệnh này cho nữ bệnh nhân bằng cách thủ dâm để giúp họ lên đỉnh. Và tỷ lệ phụ nữ Mỹ cần dùng liệu pháp này lên đến 75%, theo tờ báo Health and Diseases of Women năm 1873. Kể từ sau năm 1960, hội chứng này giảm mạnh ở Mỹ nhờ cách mạng tình dục nổ ra. Sự thật truyền mồm nói với chúng ta rằng tình dục là món quà phụ nữ cho đàn ông. Nhưng trường hợp này thì tình dục là phương thuốc chữa bệnh cho phụ nữ mới đúng. Hơn nữa, có một mâu thuẫn ở đây. Nếu cho rằng phụ nữ vốn dĩ rất kén chọn trong tình dục, tại sao các nền văn hóa và tôn giáo phải sử dụng những hình phạt kinh hoàng cho phụ nữ lan chạ và những biện pháp ghê rợn như cắt âm vật để giảm ham muốn, đeo khóa trinh tiết? Tại sao lại dùng đến dao mổ trâu nếu biết rõ đối tượng chỉ là con gà? Về thuận và trái tự nhiên. Có một điều hiển nhiên mà ngay chính Red Pill Việt Nam cũng không giấu giếm, đó là bộ sậu trang ấy là những con chiên. Hầu hết những thứ Red Pill rao giảng, nếu không phải là ngụy khoa học được truyền miệng trong văn hóa đại chúng, thì sẽ là những kiến thức lỗi thời lấy ra từ Kinh Thánh. Quyển sách được Red Pill cho là mặc định đúng không cần chứng minh. Ở phần này, tôi sẽ không cần viện đến quá nhiều dẫn chứng nữa, mà đơn giản tôi sẽ dùng lý trí thuần túy để chỉ ra Red Pill đã tự mâu thuẫn như thế nào trong hệ thống tư tưởng của họ. Đầu tiên, cần biết là họ rất thích sử dụng những từ ngữ như trật tự tự nhiên, thiên chức, thiên tính để ủng hộ những quan điểm của họ. Ví dụ như đàn ông dẫn dắt, phụ nữ theo sau, lập gia đình một vợ một chồng là trật tự tự nhiên. Và tự nhiên, tức là đúng đắn, là sự thật. Hành động quy thứ thuận ý mình là tự nhiên và trái ý mình là trái tự nhiên là đặc sản của tôn giáo, mà cụ thể ở đây là Công giáo. Còn nếu thỉnh thoảng anh chị đọc triết học cổ Hy La, thấy các triết gia cũng có hơi hướng này, thì tức là họ cũng bị ảnh hưởng từ thần học. Điều này không lạ vì với khoa học thô sơ thời bấy giờ, họ vẫn còn nhiều vấn đề không xử lý được nên quy vào đấng tạo hóa. Đấng này không nhất thiết cứ là Chúa Trời trong Công giáo. Sau này, đến thời của triết học hiện sinh, có người dần nhận ra triết học không xử lý rốt ráo được vấn đề. Triết gia chỉ có được cái nhìn trắc diện về cuộc sống, thay vì toàn diện như các triết gia xưa kia tham vọng. Theo định nghĩa tự nhiên là tất cả những gì có thể xảy ra thì trái tự nhiên là những thứ không thể xảy ra. Vậy thì cơ bản trái tự nhiên là thứ không thể tồn tại. Nếu đã coi khả năng tự ý thức của loài người là tự nhiên, vậy thì ắt hẳn việc không sinh con hoặc quan hệ phóng túng được quyết định nhờ sự tự ý thức đó là tự nhiên. Nhưng Red Pill lại cho là trái tự nhiên và tôi không thấy một logic nào ở điều này. Tôn giáo và văn hóa xưa nay chỉ cấm đoán những việc đã từng xảy ra rồi như quan hệ đồng tính, trong khi chưa từng thấy ở đâu cấm đàn ông bật móng vuốt adamantium ra từ xương hay cấm phụ nữ điều khiển suy nghĩ người khác cả. Theo định nghĩa tự nhiên là tất cả những gì xảy ra ở thế giới này trừ con người thì lại càng ngô nghê hơn nữa. Công giáo cho quan hệ đồng tính là trái tự nhiên vì không phục vụ thiên chức là sinh con và chỉ thấy loài người mới làm vậy. Thế rồi ngày nọ, khoa học phát hiện ra động vật khác cũng quan hệ đồng tính. Công giáo sụp đổ một nửa lý do. Và bây giờ chúng ta biết rằng quan hệ tình dục không chỉ để sinh sản mà còn để cho vui, quan hệ đồng tính trở thành tự nhiên. Rõ ràng định nghĩa này rất sợ khoa học vì khoa học không ngừng tìm kiếm những điều chưa biết.
Theo sinh học thì sinh vật có thể làm mọi thứ nó muốn và chẳng có cái gì gắn liền với một mục đích cứng nhắc cả. Làm tình xưa kia là thứ gắn kết cộng đồng, nhưng ngày nay nhiều người làm tình để đóng phim kiếm tiền, có người lại làm tình với người khác để trả thù người yêu mình, rồi vô vàn lý do khác đều có thể xảy ra, miễn là trong khả năng có thể của con người. Cái miệng của sinh vật đơn bào ban đầu dùng để nạp dinh dưỡng, loài người còn dùng miệng để chơi nhạc. Một số người bị bệnh không có tay chân dùng miệng để đảm nhiệm gần hết công việc của đôi tay. Thật nực cười khi cho rằng Kennedy làm việc trái tự nhiên và cách sống của Nick Vujicic là trái tự nhiên. Mâu thuẫn tiếp theo của Red Pill là lúc họ khuyến khích sống theo tự nhiên, lúc thì đòi dùng tư duy để sống khác đi và không đưa lý do cho sự đổi phe này. Điều này cho thấy họ không thống nhất cách sống, với việc thuận ý thì họ cho là tự nhiên và nên sống theo, và việc trái ý thì dù chính họ cũng coi là tự nhiên nhưng họ lại khuyên dùng lý trí để ngăn cản lại. Câu hỏi đặt ra là họ sống theo cái gì? Theo ổn định xã hội dựa trên những quy ước do lý trí của con người tạo ra. Ví dụ không được hiếp dâm dù là tự nhiên, hay là theo trật tự tự nhiên bất cần đếm xỉa đến quy ước xã hội. Không cho phụ nữ bình đẳng vì đây là tự nhiên, bất chấp thế giới hiện nay ủng hộ bình đẳng giới. Tôi không thấy họ có quy tắc sống rốt ráo, họ chỉ là con tắc kè hoa, lúc thì ngã màu theo xã hội, lúc thì ngã theo tự nhiên, theo định nghĩa của họ. Hình ảnh các bạn đang thấy là bình luận của Red Pill dành cho một bài vạch mặt Red Pill trên Facebook. Để tránh Red Pill dùng lại bài cũ, tôi chặn họng ở đây luôn. Common sense hay lương thức là thứ tri thức con người tự có mà không cần qua đào luyện hay suy tư. Ai cũng tự có tri thức này và không giải thích được tại sao có. Lương thức là thứ người ta sử dụng hàng ngày trong cuộc sống đời thường và có lẽ khó sống bình thường được nếu không có. Lương thức xuất hiện trong các cuộc triết luận từ thời Hy Lạp cổ, vốn mang sắc thái tích cực. Nhưng đến thời khai sáng, nó mang sắc thái tiêu cực vì nó bị đồng hóa thành thói thường và định kiến, không tốt cho công việc truy tìm sự thật. Ví dụ, không làm khó dễ người già là một lương thức, với cuộc sống bình thường là tốt. Nhưng với khoa học thì nó trở thành dở, bởi người ta cần đấu tranh quyết liệt để tìm sự thật, chứ không được cả nể người già mà ậm ờ cho qua. Thứ nhất, lương thức chỉ là những thứ cơ bản ai cũng tự biết. Red Pill mang cả chủ nghĩa xã hội dưới tư cách một hệ tư tưởng, với định nghĩa phức tạp là sai hoàn toàn. Thứ hai, lương thức là thứ không trải qua con đường học, nhớ, quên, nên không có chuyện nó bị quên mà cần ai nhắc. Người ta không bao giờ cần dạy nhau lương thức. Thứ ba, thứ trong ảnh không phải phản biện. Họ đã mặc định cái lương thức, theo định nghĩa của họ, là đúng tuyệt đối rồi, không cần chứng minh, lý luận, dẫn chứng gì hết, hoặc là dẫn chứng bằng kinh thánh. Đây là hành động thuyết giáo của một giáo chủ cho tín đồ và yêu cầu tin hoặc không tin, chứ không phải phản biện. Lẽ tất yếu của nữ quyền. Phần 2 đã cho thấy là con người không tiến hóa để phụ nữ dựa dẫm vào đàn ông. Thay vì thế, cả hai giới cộng tác với nhau để sinh tồn. Nhưng việc phụ nữ bị chà đạp trong lịch sử cũng như bất bình đẳng giới là có thật. Phần này sẽ lý giải nguyên nhân và cho thấy hành động kỳ thị giới tính chỉ khiến cả nam và nữ khổ sở. Phải hiểu điều này, chiến tranh là trò chơi có tổng bằng không, trong khi hợp tác với nhau để tất cả cùng phát triển là trò chơi cùng thắng. Chiến tranh chỉ xảy ra khi một bên cảm thấy bên kia đang đe dọa mình mà không còn cách nào khác ngoài đánh, hoặc bên mình cần phát triển với cái giá trả là cái chết của bên kia. Khi vùng đất đang khan hiếm thức ăn dần mà lại có hai bộ tộc săn lượm, người săn lượm sẽ giải quyết như thế nào? Đơn giản là họ di cư sang vùng đất khác màu mỡ hơn. Người săn lượm dân số rất ít, vừa vì điều kiện sống khó khăn, vừa vì tục lệ giết trẻ sơ sinh khi bắt đầu thấy dư người. Trong điều kiện này thì di cư là cái giá rẻ hơn nhiều so với chiến tranh. Còn trong trường hợp bên mình cần phát triển với giá trả là cái chết của bên kia thì sao? Không có trường hợp này bởi vì người săn lượm không tư hữu. Không có kịch bản bộ tộc A giết bộ tộc B để cướp đoạt của cải. Tất cả những gì bộ tộc B có là mạng người, thứ mà bộ tộc A cũng đang có và không muốn có thêm. Tôi không nói rằng người săn lượm hiền hòa hơn người hiện đại, đơn giản là họ không đánh nhau vì không có gì đáng để đánh nhau. Chiến tranh chỉ xảy ra khi cách mạng nông nghiệp nổ ra. Lúc này con người không thể di cư, cuộc sống an toàn hơn nên dân số tăng nhanh. Để có thêm đất sống, con người phải đánh chiếm vùng lân cận. Để có quân chiếm đóng vùng lân cận, họ phải đẻ thêm người. Để đủ nuôi số người, họ cần thêm đất và của cải. Để cần thêm đất và của cải thì cần đánh chiếm. Vòng quay này quay không ngừng kể từ khi con người thôi săn lượm mà chuyển sang nuôi trồng. Cách mạng nông nghiệp là chiến lược lý tưởng cho con người ở cấp độ loài bởi nó khiến dân số đông hơn, nguồn gen phong phú hơn. Nhưng nó là bi kịch với tầng lớp nô lệ và phụ nữ. Hai nhóm người này trở thành đồ vật cho tầng lớp chấp bu. Bởi lúc này, chiến tranh là sân khấu chính của loài người. Đàn ông với ưu thế thể lực trở thành diễn viên hạng A. Phụ nữ bắt đầu mất dần ưu thế từ đây.
Một khi phụ nữ trở thành đồ vật của đàn ông, thì cố nhiên họ không còn quyền cho phép những đàn ông khác làm tình với mình để xoa dịu. Thay vào đó, họ bị một người đàn ông duy nhất chiếm hữu làm của riêng. Kết hợp với những gì tôi trình bày ở phần 2, phụ nữ và đàn ông vốn bình đẳng. Đặc biệt trong thời đại không còn chiến tranh bằng cơ bắp như hiện nay, thì lẽ tất yếu phụ nữ sẽ vùng lên đòi quyền cho mình. Đây là chiến lược sinh tồn dĩ nhiên phải xảy ra. Không ai muốn bản thân mình bị thua thiệt cả. Vậy nên, tôi không thấy có gì sai khi phụ nữ đòi bình đẳng, ngoài trừ trường hợp bị đẩy đến cực đoan như làn sóng thứ tư. Mặt khác, bất bình đẳng với tư tưởng nam kiếm sống, nữ ở nhà như Red Pill rao giảng, vô hình chung đặt gánh nặng lên nam giới. Đàn ông phải làm 100% công việc kiếm ăn, trong khi tiến hóa vốn thiết kế là đàn ông và phụ nữ chia đều công việc. Hệ quả của việc này là tỷ lệ tự tử của nam giới cao hơn nữ giới. Theo thống kê của WHO năm 2016, ở nước Nhật cứ 100.000 nam giới thì có đến hơn 20 người tự tử, trong khi với nữ chỉ là 8 người. Ở Hàn Quốc thì nam là 30 người, trong khi nữ chỉ 11 người. Thống kê trên là từ hai quốc gia còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đặc biệt, nước Nhật phụ nữ sau khi kết hôn ở nhà nội trợ rất giống với viễn cảnh lý tưởng mà Red Pill vẽ ra. Red Pill vẫn thường nói rằng áp lực là vinh hạnh của đàn ông, là động lực để họ, theo cách nói của Red Pill, chinh phục thế giới. Nhưng có lẽ đàn ông cần phải quan tâm đến chuyện đừng tự tử trước, rồi mới tính đến chuyện chinh phục thế giới sau. Tổng kết. Từ tất cả những gì đã trình bày, chúng ta thấy được 1. Tiền đề đàn ông dẫn dắt, phụ nữ phục tùng, không phải là trật tự tự nhiên như Red Pill rao giảng. 2. Trật tự tự nhiên không phải là thuật ngữ khoa học, mà là sản phẩm của tôn giáo. Và 3. Nữ quyền là cái tất yếu sẽ diễn ra dựa trên tiến hóa ở Homo sapiens. Một khi tất cả tiền đề của Red Pill đã là sai, thì mọi hư cấu dựa trên tiền đề đó của Red Pill cũng không thể nào, theo cách nói của họ, là sự thật trần trụi. Rốt cuộc không còn tiền đề sai và ngụy khoa học yểm trợ cho quan điểm. Ta thấy Red Pill chỉ còn trơ ra là một mớ quan điểm chủ quan, pha trộn giữa lý thuyết ngụy khoa học nhị nguyên về nam và nữ, và những giáo điều rút ra từ kinh thánh, thỉnh thoảng tô son trác phấn bằng Stoicism và dân. Tất cả chúng đều dựa trên tiền đề sai, do đó kết quả rút ra không có tính khách quan, càng không phải là sự thật. Tuy nhiên, mọi người có quyền tự do nói bất kỳ điều gì miễn không ảnh hưởng đến quyền tự do của người khác. Tôi không cấm Red Pill tiếp tục rao giảng. Họ cứ việc bước lên bàn thờ để làm giáo chủ một giáo phái. Bài viết này tôi chỉ chứng minh rằng không điều gì Red Pill nói là sự thật. Do đó, các con nhan đệ tử của Red Pillar có thể gọi Red Pill là tôn giáo, tín điều, giáo phái, thầy bùa của họ. Miễn đừng gọi đó là sự thật hoặc sự thật trần trụi như cách Red Pill vẫn gồng mình lên nói. Và đó là những luận điểm và dẫn chứng của tác giả Tornas xoay quanh câu chuyện về Red Pill Việt Nam. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về những luận điểm trên? Nếu có ý kiến đóng góp hay phản biện, hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé. Và nếu cảm thấy video này hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh của YouTube Spy Room. Đồng thời bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung khác thú vị trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.